Xin chào bác nha, hiện tại là đồ gỗ Tùng Giám mà đang lắp đặt cho một khách hàng tại thành phố Việt Trì, một đôi giường cực kỳ VIP luôn. Một khách hàng cũ của chúng tôi. Đây, chúng tôi đang có mặt trên tầng 3. Đấy, đây là những cái tấm dát. Thì chiếc giường này là bằng chỗ gỗ hương. Đấy, nguyên phần dát của chúng tôi là rất là giá trị. Dát liền, nan, dày. Thì khách hàng lắp đặt ở trên tầng 3 nên anh em chúng tôi là phải vận chuyển chiếc giường này lên tầng 3 rất là nặng luôn. Thì tổng thể một chiếc giường có thể nặng lên đấy 3 tạ rưỡi các bác ạ, 3 tạ rưỡi nhưng mà tháo lắp từng bộ phận rời. Đây là chiếc giường thứ nhất thì anh em chúng tôi đã lắp đặt xong. Đã xong cái phần thang dát rồi, chiếc giường thứ nhất rồi. Chiếc giường này có kích thước là 2m, 2m2, rất là to. Đấy, khách hàng cũ anh chị Thắng Giang. Anh chị Thắng Giang tại thành phố Việt Trì. Và tiếp tục là anh em chúng tôi lại lên chuyển di chuyển sang căn phòng thứ hai để lắp tiếp một chiếc giường thứ hai ở phía bên này. Thế thì đây là quy trình lắp một chiếc giường hoàng đế hồng trị, đục hồng trị VIP của chúng tôi. Đấy, toàn bộ phần mộng là mộng én đóng sập vào hết, không có dùng ke vít gì cả. Đấy, những hàng phổ thông ấy thì mới dùng ke vít, còn riêng những hàng VIP như này là toàn bộ là mộng én, nghĩa là đút sập xuống như là mộng sập đấy. Đấy, sau đó thì sẽ dùng búa đấy, để đóng xuống, càng đóng càng chặt đấy nhá, không có một ốc vít gì cả, không một ốc vít, toàn bộ là mộng hết. Những chiếc giường VIP như này là toàn bộ là mộng hết, rất chắc chắn luôn các bác ạ, rất là nặng luôn. Hệ thống thang là thang lim bao gồm là 9 thang. Thang lim rất là dày. Đấy, rất là khỏe luôn. 9 cái thang lim này. Đấy, chịu lực cực kỳ là tốt luôn. Đấy, còn đây là phần dát giường. Đối với phần dát giường này thì giá trị có thể bằng một chiếc giường phổ thông các bác nhé. Bằng một chiếc giường phổ thông hàng chợ. Nguyên bộ dát giường này đã có giá bằng một chiếc giường phổ thông rồi. Đấy, tiếp tục chiếc dát thứ hai. Và đã hoàn thành. Thì khách hàng này là anh chị Thắng Giang tại thành phố Việt Trì. Anh ấy mua sắm rất nhiều sản phẩm rồi. Ngày trước khi anh mua bàn ghế rồi thì đổ thờ sập ngồi rồi. Đấy, hôm nay anh ấy sắm tiếp hai chiếc giường nữa là 4 chiếc giường hoàng đế VIP. Đấy. Các bác ơi. Rất là đẳng cấp luôn, rất là rộng luôn, 2m 2m2 luôn. Đây. Vách giường là đục chám mai. Đấy, phần vai là đục hồng trĩ. Đục thủ công bằng tay đấy. Đó. Rất là giá trị nha các bác nhá. Chiếc giường rất là giá trị, toàn bộ vai dày 5 phân. Vai giường dày 5 phân. Đấy. Đầu giường này dày 10 phân. Cao 1m4. Rồi các bác xem đường nét chi tiết. Rồi, xin chào mọi người nhá. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ đầu gỗ Tùng 8 theo thông tin trên màn hình nhá. Ok.